Hello, chào các bạn. Hôm nay đã là 28 Tết rồi, 28 Tết Kỷ Dậu năm 2019. Hôm nay rảnh rỗi cho nên là tôi đã quyết định quay một cái video clip hướng dẫn các bạn thiết lập cái thông số để bay con Flycam. Vâng, đây là con DJI Mavic 2 Zoom. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để thiết lập những thông số của một con Flycam của DJI để có thể bay một cách an toàn. Những thông số thật sự rất là căn bản và bắt buộc để khi mà người chơi Flycam muốn cất cánh thì cần phải thiết lập. Đó, nhiều bạn đã đặt câu hỏi như vậy. Thì không nhất thiết rằng là các bạn phải có đúng cái con Mavic 2 Zoom này, mà có thể các bạn có thể có con DJI Spark, Mavic Air, R1, rồi Platinum hay là Mavic 2 Pro, thậm chí Phantom cũng vậy thôi. Thì con nào cũng cần một cái thông số như vậy. Với những bạn có thể rằng là chưa có mua Leica hoặc là sẽ mua thì cũng nên xem qua video này để trang bị cho mình một cái kiến thức căn bản nhất để khi mình cất cánh và bay một cái camera biết bay cao cấp như thế này. Các bạn hiểu nôm na rằng là có thể mình không có ô tô, có thể mình không có bằng lái, không biết chạy xe bốn bánh, nhưng mình vẫn cần phải trang bị một cái kiến thức căn bản để mình kiểm soát được cái xe, để mình biết được những cái nguy cơ tiềm ẩn của nó là có nên ngồi lên hay không. Ví dụ ai đó cho bạn mượn một xe ô tô, hoặc là cho bạn mượn một con Leica, hoặc là bạn mượn của bạn bè ai đó và để đi chơi, thì những cái thiết lập bên trong này để cất cánh thật sự rất là quan trọng. Và tôi cố gắng đưa những cái thông số tối cần thiết mà hầu như con Leica nào cũng giống nhau. Ok, mình bắt đầu nhé. Thì đầu tiên khi mình cầm một con Leica lên là mình phải tháo bỏ cái nắp bảo vệ camera này, nắp bảo vệ gimbal. Đây là một động tác rất là quan trọng. Nếu các bạn quên thì có thể nó sẽ một hai lần không sao, nhưng mà nhiều lần nó có thể làm cho hư hỏng cái gimbal này. Đây là bộ phận vô cùng nhạy cảm và rất bị hỏng. Việc thứ hai là mình mở càng ra. Nếu như con nó càng xếp thì mở càng ra, phải mở cho hết, đừng có mở lưng lửng thế này, rất là nguy hiểm, mình phải mạnh tay. Tiếp theo là mình kiểm tra cánh. Nếu những cái cánh như tôi chơi á, tôi để cánh cố định luôn, tôi không có tháo ra tháo vào, thì mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian kiểm tra cánh. Còn nếu các bạn nào tháo ra tháo vào á, thì mình nên kiểm tra cánh. Bước thứ ba là pin. Mình nên sạc đầy trước khi bay. Và khi lắp pin vào, mình phải lắp cho chặt. Ấn một cái thật mạnh vào cho nó nghe một cái cốc một cái. Nếu như mình làm lỏng rất nguy hiểm. Tiếp theo về tay cầm. Các bạn nhớ mở anten ra ở góc 45 độ. Nhiều bạn bay mà quên mở anten luôn. Sau đó mình lắp điện thoại vào. Nếu điện thoại của bạn quá to thì các bạn phải tháo bỏ ốp ra ngoài, ốp lưng bỏ ra thì mình mới lắp vào nó vừa được. Và kiểm tra hai đầu nối đó, cáp giữa tay cầm và điện thoại cho thật chắc chắn. Sau đó mình mở tay cầm lên, bấm một lần và lần thứ hai giữ. Tiếp theo mình mở pin để bay. Đó, máy bay đang khởi động. Đó, sau khi mình mở được hai thiết bị lên thì trên tay cầm các bạn sẽ hiện thấy chữ là chữ ready to fly, tức là đã sẵn sàng để bay. Và trên điện thoại đây các bạn nhìn thấy nó đã tự động mở cái ứng dụng Go 4 lên, và mình sẽ bấm vào cái chữ Go fly này. Đây, mình bấm vào chữ Go fly này để đi vào. Mới tập bay thì các bạn nên chọn một nơi vắng vẻ như thế này, không có người,
để bảo đảm sự an toàn cho mọi người và cho thiết bị bay của mình. Và trên cái màn hình điện thoại này, mình nên, nếu như ngoài trời thì mình nên chỉnh sáng tối đa lên để mình có thể nhìn thấy rõ cái màn hình của mình khi mà mình bay, khi ngoài trời và khi trời nắng. Ok, và đây là những thiết lập các bạn sẽ nhìn vào trong màn hình điện thoại này. Đây là tất cả những cái thông số đã thiết lập trước đó. Thì các bạn nên vuốt lên vuốt xuống để xem coi nó có chỗ nào nó báo đỏ không. Nếu có chỗ nào báo đỏ là nó nguy hiểm và các bạn cần phải giải quyết vấn đề đó. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn nhìn thấy rằng là ở cái chỗ mà lát firmware này nó có báo đỏ này. Đó, là nó yêu cầu các bạn phải kali cắm vào trong máy tính để kali lại cái máy bay. Đó, và động tác này cũng không quan trọng lắm cho nên là tôi chưa thực hiện. Ngoài ra không được bất kỳ một cái dòng nào ở dưới đây được báo đỏ. Vâng, đây các bạn nhìn thấy màn hình trắng xóa. Điều đó có nghĩa rằng là camera của bạn nên thiết lập đưa về tối hôm qua do chụp ban đêm. Đó, thường là như vậy, chụp ban đêm. Đó, mình để cái tốc độ chụp quá chậm cho nên là hình ảnh nó bị trắng. Và nhiều bạn sẽ giật mình về chuyện này. Đó, cho nên là mình nhanh chóng chuyển tốc độ chụp cho phù hợp hoặc là bấm về chữ ô tô. Theo tôi nên bấm về chữ ô tô. Đó, để đưa hình ảnh về tiêu chuẩn. Đưa hình ảnh về chế độ tự động. Trên màn hình này chúng ta cần phải làm gì? Mình quan sát tất cả những con số trên này. Ở góc trái này, đó có chữ Ready to go này, tức là nó thông báo rằng là bạn đã sẵn sàng có thể bay được. Tuy nhiên, mình cần phải thiết lập lại trước khi bay. Đầu tiên là về vấn đề GPS. Đây là cái GPS. Hiện giờ nó đang báo là 13. Đó, mặc dù hôm nay là ngoài trời nhưng mà thời tiết nó không được đẹp lắm cho nên GPS 13 thôi. 13 là một cái số lượng GPS tối thiểu để bạn có thể bay an toàn. Nếu số này các bạn có thể ngồi đợi một chút lâu hơn, lên khoảng độ 18-20 thì sẽ tốt hơn. Nhưng nếu cần thiết thì với 13 mình vẫn có thể bay được. Đó, thông số đầu tiên các bạn cần nhìn. Cái thứ hai là cái chế độ bay. Đây nó báo là chế độ B. Đó, trên tay cầm này, tùy theo tay cầm có thể rằng là nó sẽ có 3 chế độ bay. Bay chậm, bay vừa, bay nhanh. Đó, tức là chế độ tripod và chế độ B và chế độ sport. Thì mình nên kiểm soát đưa nó về chế độ trung bình, tức là chế độ B. Kế tiếp mình quan sát hai cái sóng ở đây. Bên trái là sóng tay cầm, coi có đủ 5 vạch hay không. Và bên phải là sóng HD, tức là sóng truyền hình ảnh từ máy bay về tay cầm của mình, có mạnh hay không. Nếu như hai sóng này nó có chớp hoặc là ít vạch, có nghĩa rằng bạn đang ở trong khu vực bị nhiễu sóng gần những cái trạm phát anten, những sóng điện thoại. Đó, cho nên mình cần phải di chuyển đến nơi khác hoặc là khởi động lại thiết bị. Trong trường hợp này nó hiện 5 vạch, rất là ok. Mình ngồi một xíu, GPS nó lên 16 này này. Đặc thù của những dòng DJI này là cho dù bạn đã khởi động máy lên, chưa bay nhưng pin vẫn bị hao tổn. Đó, nãy giờ mình ngồi đây mình nói mới có vài câu thôi mà pin đã thụt xuống 95. Cho nên rằng là với kinh nghiệm của tôi thì các bạn nên kiểm soát máy bay thật nhanh, kiểm soát ứng dụng bay thật nhanh để có thể cất cánh được liền. Chứ nếu để lâu pin sẽ còn khoảng độ 90 thậm chí 85 thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào menu. Mình sẽ bấm vào cái ba cái chấm ở đây. Chọn phiếu đầu tiên. Vâng, cái phiếu đầu tiên hình cái flycam đó, bốn cánh quạt đó. Thì các bạn để ý hai cái nút này. Bên trái là mình sẽ thiết lập cái điểm home là ở tại nơi mình đang đứng. Ví dụ mình bấm vào này, đó, nó hỏi thì mình ok. Như vậy. The home point has been updated. Please check it on the map. Đó, tức là nó đã báo cho mình biết rằng là điểm home tôi đã xác nhận ở đây, để khi có sự cố xảy ra thì
hết pin, máy bay sẽ tự bay về và hạ cánh ở ngay chỗ này. Bên phải là set nút tay cầm, tức là nếu như bạn vừa bay vừa di chuyển bằng xe máy hoặc xe ô tô thì các bạn nên set cái điểm home là theo tay cầm, tức là có sự cố xảy ra thì nó sẽ về tại vị trí tay cầm, với điều kiện tay cầm của bạn phải mở GPS, tức là điện thoại của bạn phải mở GPS thoát. Tiếp theo là chỗ này đó, return to home tại cái độ cao hiện tại mình bật màu xanh lên, tức là khi có sự cố xảy ra thì máy bay sẽ return home trở về ở cái vị trí độ cao đang hiện tại. Ví dụ bạn đang bay cao 300m thì nó sẽ về ở 300m, bay cao 100m thì nó sẽ về 100m đó. Và trước khi bay nó sẽ nâng độ cao lên với cái quy định kế tiếp đây. Đây chính là cái quy định mà return to home, tức là mỗi lần, mỗi chuyến bay của bạn, khi bay bạn sẽ quan sát cái nơi bạn cần bay là cái tòa nhà cao nhất ở đó là bao nhiêu. Ví dụ tòa nhà cao nhất ở đó là 80m thì mình nên thiết lập con số này là 100 đó, để khi nó trở về nó không có vướng căn nhà đó. Còn nếu như bạn thiết lập đây 100 mà bạn bay cao 120, 140 thì không sao cả, khi về nó sẽ về duy trì ở độ cao 120, 140 đó. Còn nếu như bạn thiết lập ở đây 100 và bạn đang bay 50 thì khi có mất sóng thì máy bay sẽ tự động nâng lên độ cao thành 100 và trở về. Như vậy con số 100 này là mình thiết lập theo từng cái môi trường mình bay cho nó an toàn. Nơi thiết lập cái điểm cao nhất đó, ở đó có tòa nhà cao bao nhiêu thì mình nên thiết lập con số cao hơn cái nhà đó. Và đây là thiết lập cái độ cao tối đa. Đó, mình có thể thay đổi con số này. Ở đây dòng DJI cho phép tối đa của mình bay là cao tối đa 500, thì ở đây tôi để 500. Nhưng nếu như các bạn mới tập bay thì có thể thay đổi con số này xuống thành 50 hoặc 100 để cho an toàn hơn. Và đây là giới hạn độ bay xa. Đó, mình bật lên. Đấy. Con Mavic 2 này nó cho bay tối đa được 8.000m. Và nếu như con Mavic 1 á, thì được bay 5.000, và con E là 4.000, và con Spark là 2.000. Thì cái thông số này các bạn để thông số tối đa nếu mình có nhu cầu bay xa, hoặc nếu các bạn mới tập bay thì có thể thay đổi con số này là 100m, 500m hoặc 1.000m. Và nếu như tới ngưỡng đó thì máy bay sẽ dừng lại và không cho bay tiếp, mình không có bị lỡ tay bay xa. Đó, mới tập bay mình để 100m ví dụ vậy. Tiếp theo mình vào cái phần sóng. Đây là những cái nút về cảm biến. Đó, mình nên bật hết lên. Bật hết lên. Đó, cảm biến trước sau và hai bên. Ok, mình vào phần tay cầm. Ở đây các bạn có thể thiết lập những cái nút C1, C2. C1, C2 là hai cái nút sau lưng này. Đó, dùng hai ngón tay này ở đây để mình thiết lập những cái thông số, những cái lệnh căn bản. Ví dụ như đây tôi thiết lập là C1 là tắt mở cái đèn, cái đèn LED ở dưới đít này, dưới bụng này. Đó, và nút thứ hai là tắt mở hai cái đèn đỏ, hai cái đèn đỏ hai bên này, để khi mình bay vào những khu vực nhạy cảm thì mình không muốn người ta nhìn thấy cái đèn đỏ đó. Bốn cái nút này là của cái joystick này, joystick 4 chiều này. Đó, mình thiết lập những cái thông số, những cái lệnh mà mình thường dùng vào. Ví dụ như đây tôi thiết lập là tăng giảm sáng khi chụp ảnh đó, và bật camera lên xuống đang nằm ngang, bật camera chìa xuống đất, bật camera ngửa lên đó, để khi mà mình bay mình quan sát cho nó kịp, bật lên bật xuống camera thật là nhanh. Tiếp theo là cái phần HD. Thì ở đây trong trường hợp này về chọn sóng thì tôi đề nghị các bạn nên chọn ô tô, cứ để ô tô thôi. Và cái phần sóng HD truyền về này thì nếu như bạn muốn mà nó rõ
thì mình nên chọn cái HD mode, thì hình ảnh truyền về cái điện thoại của mình nó sẽ rõ. Ví dụ như con này là truyền hình ảnh về là full HD, nó sẽ rõ, mình nhìn nó sướng mắt hơn. Và nếu như các bạn có record màn hình lại thì những cái hình ảnh rất là đẹp. Nên chọn là HD mode. Tiếp theo, hình quả pin. Thì trước khi bay mình nên nhìn bốn cái cell pin này. Đó, cái số lẻ đằng sau cùng đừng có chênh lệch nhau quá 0,3. Ví dụ như đây tôi là 4,22, 4,22 và có một cái 4,21. Thì cái này cũng không quan trọng, không có nguy hiểm lắm. Nhưng nếu cái số 21 đó mà nó thuộc số 20 hoặc 19, 18 thì các bạn nên cẩn thận. Và cái hiệu điện thế volt ở đây là 16,7, 16,8V, cũng rất là ok. Nếu như nó thụt xuống dưới 15V, bạn sẽ không bay được chế độ Sport. Vâng, và đây mới là vấn đề thật sự là quan trọng đấy các bạn. Nên bật cái chốt này lên, màu xanh, nốt Smart Turn Home. Đây chính là cái nút mà nhiều bạn thắc mắc là máy bay mình bay như vậy rồi có đủ pin về hay không? Mình làm sao tính toán được cái lượng pin bay về? Vâng, thưa các bạn, chính là chỗ này đây. Nó sẽ return home smart, tức là thông minh. Nó sẽ tự động tính toán cái lượng pin còn lại và cái khoảng cách xa bao nhiêu, cao bao nhiêu và lượng pin còn lại có đủ về hay không. Và khi đó nó tính toán và nó đưa gợi ý cho mình và nó hiện lên thông báo là bạn nên quành đầu trở về đi, return to home now, về ngay. Thì mình chỉ việc đó, mình chỉ cần ok, mình xác nhận bay về là máy bay sẽ tự bay về. Và khi về pin luôn luôn còn dư 15-2%, rất là an toàn. Còn nếu như bạn không bật cái chốt này lên thì nó sẽ không hiện thông báo, rất là nguy hiểm. Lúc đó đòi hỏi bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Thì ở đây, trong trường hợp này, tôi bật lên để nó hiện thông báo. Và nếu như máy bay bạn ở gần, bạn có thể hủy bỏ thông báo đó và tiếp tục chụp thêm vài tấm ảnh nữa, rồi sau đó mình mới trở về. Tiếp theo là cái phần cảnh báo pin. Ở đây mình có thể thiết lập cái cảnh báo pin là bao nhiêu phần trăm. 50% là nó hiện đỏ lên và nó bíp 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 để thông báo mình là pin. Thì trong trường hợp này tôi cũng bay nhiều rồi, cho nên là mình để 15%. Tức là khi mà 15% nó mới cảnh báo thì nói rõ các bạn, đây chỉ là cảnh báo pin còn 15%, chứ không có nghĩa là phải bắt buộc mình phải quay về. Tức là nhiều người để lên con số 30% hoặc 40%, nó kêu tít tít ầm ĩ lên. Thực sự máy bay mình đang rất là ở gần, cho nên gây phiền toái, gây ồn ào. Con số này không nói lên điều gì cả, nó chỉ là nhắc nhở mình thôi. Thì mình nên để số nhỏ nhất cũng được để đỡ bị phiền phức. Tại vì mình đã có nút return home nhắc nhở mình rồi. Detail. Đó, ở đây mình quan sát con số này, nó báo rằng là cục pin này đã sạc 156 lần. Đó, thì khi mua pin hoặc là trước khi bay các bạn kiểm tra cái số lần sạc này nó nhiều hay không. Nếu mà pin mà sạc nhiều quá rồi á, thì mình cũng thể nên thay. Thì thật sự là tôi cũng chưa biết rằng là con số 156 này là đã nhiều hay chưa. Nếu các bạn có kinh nghiệm hãy comment ở bên dưới nhé. Mình vào phần gimbal. Ở đây mình chỉ quan tâm đến hai vấn đề thôi, hai chỗ này, một bên là flow và một bên là FPV. Thì thông thường với lại cái chế độ bay mà mình bay phong cảnh để chụp phong cảnh quay phim bình thường thì mình nên chọn flow để cho cái camera của mình nó mượt mà, nó chống rung. Còn nếu như mình bay những cảnh hành động mạo hiểm thì mình nên bật qua FPV, tức là khi mà cái máy bay mình bay nghiêng như vậy này, đường chân trời sẽ nghiêng thì cái gimbal của nó khóa cứng lại luôn, nó nghiêng theo máy bay luôn. Mình chúi xuống nó chúi, mình ngửa lên nó lên, mình nghiêng máy bay nó nghiêng, thì nó sẽ đem lại cho mình cái cảm giác là giống như bạn đang xem một cái phim hành động, một cảnh quay thật sự có nghiêng ngả tùy theo mục đích của mình. Còn mình quay phim phong cảnh đồng quê thì mình không cần cảnh đó, thì mình nên chọn lô. Phần cuối cùng là phiếu 3 chấm.
Đó, ở đây mình nên thiết lập cái đơn vị đo lường là km/h. Đó, mình chạy xe máy quen rồi, tốc độ 30, 40, 50, 70 km/h mình quen rồi, cho nên mình chọn số đó cho nó dễ. Và đây là phần mà nhiều bạn rất là thích thú, đó chính là live stream. Vâng, mình có thể live stream lên Facebook, lên YouTube, vân vân. Các bạn chú ý cho tôi hai chỗ này. Cái bên trên ấy, là nó sẽ lưu một cái file giả vào trong điện thoại cho mình. Cái file giả đó là cái file Full HD giả, để mình có thể xem trước được cái video của mình khi mà mình kết thúc chuyến bay. Còn chất lượng tốt thì mình nên lấy ở trong máy bay này. Cái thứ hai mà nhiều bạn cũng rất là thích thú và hỏi, đó chính là bay trên trời làm sao mà thu được âm thanh. Thì đây, chỗ này đây các bạn. Đó, cái chỗ này đây. Mình nên bật cái chốt Record Audio with Video Cassette này lên. Tức là cái file giả lưu trong điện thoại của mình ấy, nó lưu được cái âm thanh môi trường, tức là thu được tiếng nói của mình bình luận này, thu được tiếng pháo hoa xung quanh này, tiếng cười nói ở môi trường xung quanh, và nó thu vào bằng cái điện thoại của mình. Và sau này khi mình biên tập video, mình nếu mình cần âm thanh thì mình lấy cái file giả này ra, mình lấy cái file âm thanh, mình ráp lại cái file thật ở trong thẻ nhớ của máy bay này, để mình có một cái video có âm thanh. Phần cuối cùng đó chính là cái bản đồ này đây. Đấy. Như trường hợp này là rất là nguy hiểm đấy các bạn. Trường hợp này rất là nguy hiểm này. Tức là trước khi bay bạn đã không lốt bản đồ, cho nên bây giờ khi bay mình mở lên là nó trắng trơn như thế này đây. Nó trắng trơn như thế này mà mình không có bản đồ bay, điều đó thật sự là nguy hiểm. Như vậy để giải quyết vấn đề này mình phải làm sao? Như vậy là cái điện thoại của mình cần phải có cái sim 3G, để khi mình tới một nơi lạ mình bay thì nó sẽ... Bây giờ mình mở 3G lên. Đấy, các bạn thấy không? Mình mở 3G lên. Đó, sau khi mình mở 3G lên thì bản đồ nó hiện lên. Đấy, nói lại một lần nữa cho chắc chắn rằng là khi bay các bạn cần phải có cái sim 3G và mở 3G lên, để khi bạn bay ở nơi lạ nó mới có bản đồ để cho các bạn dò và biết đường bay về và biết mình đang ở đâu. Chứ nếu như nó trắng như ban nãy ấy, thì thật sự là không nên bay. Và trường hợp nếu như bạn lên rừng ở nơi đó không có sóng 3G, không sóng 4G là cũng chết ngay. Cho dù bạn có sim 3G nhưng mà không có sóng thì cũng không làm việc được. Như vậy, để bay được ở những nơi mà không có sóng 3G, trước khi bay, ngày mai bạn sẽ lên núi bay, thì bây giờ, ngày hôm nay ở nhà, đó, các bạn nên cập nhật bản đồ trước. Đây, mình bấm vào chữ DJI này. Bấm vào cái phiếu 3 chấm này. Đó, và chọn cái offline map này. Đấy. Đấy. Ngày mai mình bay ở Biên Hòa, mình sẽ chọn bản đồ Biên Hòa. Mình sẽ chọn bản đồ ở đây trước và mình download nó về. Đó, thì sau khi mình đã download được bản đồ của một cái tỉnh nào về rồi, thì ngày mai khi mình tới đó, có thể nơi đó không sóng 3G, mình vẫn có thể bay an toàn. Ok, nãy giờ tôi nói thật sự là hơi dài dòng và hơi nhiều. Tuy nhiên các bạn nên xem kỹ để chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết tối thiểu để thiết lập bay. Chỉ cần nãy giờ những thiết lập trong này mới chỉ chiếm được khoảng độ 3% so với những cái menu của cái chương trình bay này thôi. Tuy nhiên đó là những cái rất là quan trọng. Nếu các bạn bỏ qua một trong tất cả những cái điều tôi vừa nói nãy giờ thì cảnh báo các bạn rằng là chuyến bay của bạn thật sự là chưa an toàn. Vâng, còn một phần nữa tôi quên. Đây là phần rất là quan trọng. Nó là ở chỗ này. Vâng, chỗ này đây các bạn.
RC Sinolos. Và cái hộp tùy chọn ở đây. Cái này thật sự là bạn nên thiết lập đầu tiên luôn. Tức là gì? Khi máy bay của bạn bay ra xa, vướng cây cối, nhà cửa bị che khuất và mất sóng, thì lúc đó máy bay sẽ làm gì? Ở đây có 3 lựa chọn. Một là return to home, là máy bay sẽ tự động trở về điểm xuất phát. Và cái thứ hai là landing. Landing là khi mất sóng máy bay sẽ tự động hạ cánh ngay chỗ đó. Điều đó mình không cần thiết ở đây. Và cái thứ ba là cái hover, tức là khi mất sóng máy bay sẽ đứng im tại chỗ chờ mình chạy tới để giải quyết. Thì theo tôi trường hợp này cũng không cần thiết. Nếu bạn bay xa 1-2 cây số và bay ra ngoài sông, ngoài trong rừng thì mình không thể nào mình chạy tới đó kịp rồi. Cho nên buộc lòng các bạn phải chọn cho tôi cái return to home, bắt buộc nhé. Mỗi chuyến bay mình nên vào đây kiểm tra xem có ai mượn bấm tầm bậy tầm bạ gì đó chỉnh về cái landing hoặc là cái hover hay không. Mà nên luôn luôn phải chọn là return to home. Thì khi đó mất sóng máy bay mới tự về được. Và cuối cùng là một cái tiểu xảo nho nhỏ, là khi mà các bạn điều chỉnh camera ở đây này, cúp lên cúp xuống ấy, nhanh hay chậm. Đó, nhiều khi mình muốn một cái video của mình nó nghệ thuật, nó Hollywood một chút, mà mình bẻ cần này cam nó cụp nhanh quá thì nó không có đẹp. Đó, thì mình nên vào cái phần này đó, vào cái gimbal này, và mình chọn cái camera gimbal advanced setting này. Đó, mình bấm vào đây và mình sẽ thay đổi cái thông số này. Mình sẽ thay đổi cái thông số này theo tôi là 5. Đó là khi mình bẻ cái cam nó lên xuống ấy. Đó, bẻ cái camera này lên xuống này, nó sẽ chậm rãi vừa phải thôi. 5 là vừa. Ok, nãy giờ tôi nói thì nó hơi dài dòng, mất cả nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên khi các bạn đã bay rồi thì những cái thiết lập này các bạn nên xem qua trong vòng chỉ 60 giây thôi, xem qua thật nhanh. Đó, kiểm tra lại coi có đúng chưa rồi mình mới nên cất cánh. Đó, bây giờ tôi sẽ cất cánh thử cho các bạn xem. Ok, để cất cánh mình bấm vào nút cất cánh ở đây, kéo thanh trượt là sẽ cất cánh tự động. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Landing. Ok, hiện tại mình đang bay ở chế độ B này. Thì các bạn nhìn thấy cái cảm biến ở đây. Cảm biến là một vấn đề mà rất nhiều bạn quan tâm. Là một con Mavic 2 được trang bị cảm biến đầy mình. Thì trong chế độ bay B này thì cảm biến chỉ hoạt động đằng trước và đằng sau thôi. Còn hai bên là nó không hoạt động nha các bạn. Nó chỉ hoạt động trong một số chế độ bay thông minh thôi. Trong một số trường hợp ở trong này như là ActiTrack hay là QuickShot thì cảm biến nó mới hoạt động bốn cạnh. Còn bình thường thì nó chỉ hoạt động trước và sau thôi. Còn khi mình bật qua chế độ, bây giờ tôi bật tay cầm qua chế độ T. Đó, chế độ tripod. Đó, nó báo là chế độ tripod đã hoạt động, đã kích hoạt rồi. Thì ở chế độ bay này rất là an toàn. Đó, lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cảm biến trước sau và hai cạnh nó bật lên. Đó, thì khi này cảm biến nó sẽ hoạt động tốt hơn. Nó sẽ báo những vật cản trong vòng 1 mét cho tới 9 mét. Đó, thì những bạn nào mới tập bay thì nên bay ở chế độ T này. Thì tốc độ nó chỉ từ 10. Ở đây nó dùng cái đơn vị là 100. Nhưng mà theo tôi biết thì tốc độ ở đây nó sẽ trong khoảng từ 10 tới 20 km/h thôi. Mình điều chỉnh cái tốc độ này. Thì khi này mình có nhấn nút ga đi chăng nữa thì Leica cũng chỉ bay ở tốc độ tối đa như vậy thôi. Là cảm biến 4 chiều được kích hoạt.
Và khi mình bật qua chế độ S, đó, chế độ Sport Mode, đó, thì khi mà các bạn bật qua chế độ Sport Mode này, các bạn sẽ để ý ở đây, tất cả cảm biến đã ngưng hoạt động, trái phải trước sau đều báo đỏ hết, ngưng hoạt động. Điều này có nghĩa là gì? Cho dù bạn có bỏ tiền ra mua một cái Leica đắt tiền, nhưng nếu bạn bay ở chế độ Sport Mode thì tất cả cảm biến đều không hoạt động nhé các bạn. Nó chỉ hoạt động khi mình bật qua chế độ B, đó, trước sau. Và điều này, cảm biến này cũng chỉ hoạt động trong điều kiện môi trường ánh sáng tốt, tức là ban ngày. Còn nếu như là ban đêm, tức là sau khoảng độ 5 giờ rưỡi chiều hoặc sáng sớm, thì các bạn sẽ thấy rằng là cảm biến này nó cũng sẽ không hoạt động. Cho nên rằng là cho dù bạn bay ở chế độ B mà trời tối thì cảm biến cũng sẽ hoạt động, nó cũng sẽ báo đỏ hết bốn cạnh luôn. Cho nên các bạn yên tâm, đó là điều bình thường. Kể cả khi các bạn bay ở chế độ T1 mà ban đêm thì cảm biến cũng hoạt động luôn. Điều đó có nghĩa là các bạn đừng quá tin tưởng vào những cái hệ thống cảm biến này. Nó chỉ hoạt động khi bay ở chế độ chậm thôi và ban ngày thôi. Và khi mình bay ở chế độ cao, ở tốc độ cao và khi trời tối thì mọi chuyện cảm biến là bỏ qua một bên. Cho nên là tôi hy vọng các bạn đừng quá kỳ vọng vào cái cảm biến đầy mình này của những con Mavic đời mới. Phần cuối cùng là sau khi kết thúc những chuyến bay thì mình nên bấm vào cái chữ DJI này để vào phần menu và chọn cái Fly Record. Vâng, đây chính là toàn bộ những cái hồ sơ chuyến bay của bạn. Đó, toàn bộ hồ sơ chuyến bay của bạn sẽ nằm ở đây. Nó lưu vào trong điện thoại của mình. Ngày tháng năm chuyến bay gì gì đó, vân vân. Tất cả, ví dụ bạn có 3 con máy bay, nó đều hiện đây hết. Cuối cùng, sau khoảng 1 tuần đó, hoặc 2 tuần các bạn chơi, thì các bạn nên bấm vào cái hình biểu tượng đám mây này. Để làm gì? Để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn lên server của DJI, để lưu trữ tất cả những chuyến bay của bạn lên đám mây của DJI, để sau này khi điện thoại của bạn lỡ bị mất, bị hư, hoặc bạn đổi điện thoại, hoặc bạn cài lại điện thoại, cài lại app điện thoại, thì những chuyến bay của bạn vẫn được lưu trữ trên server của DJI và bạn không mất đi. Còn nếu bạn không thực hiện động tác này thì khi bạn đổi máy này nọ thì sẽ bị mất hết dữ liệu. Và sau khi mà mình đồng bộ xong thì DJI nó sẽ chấm điểm cho mình, đó, cho mình biết cái level của mình, đó, và cái điểm của mình. Nhiều bạn bay cả năm mà level vẫn là không là tại vì bạn không đồng bộ. Ok, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn những chuyến bay an toàn và trang bị cho mình những kiến thức căn bản nhất để có thể bay được bất kỳ con flycam nào. Bye bye. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video, hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video mới nhất. Bye bye.